lực lượng nhí, tập viên, hỗn loạn trên đường đi cắm trại. Có tình huống khẩn cấp, có tình huống khẩn cấp. Người ngoài hành tinh khổng lồ xuất hiện, các đặc dụng lực lượng nhí cần phải xuất phát ngay lập tức. Lai, người ngoài hành tinh xuất hiện. Được rồi, cứ để mình lo chuyện này cho. Súng bắn. Bây giờ thì tới lượt của mình. Chào cũng biết đó. Tới lượt chúng ta thể hiện tài năng rồi. Được thôi. Bên ra, lá chắn lực lượng. Tia sáng tối thượng Lucy. Mục tiêu đều bị loại trừ hết rồi. Làm tốt lắm. Giờ bắt đầu bài luyện tập tấn công kết nối. Cái gì? Lại thêm bài tập mới nữa sao? Đương nhiên rồi. Các cậu cần làm quen điều khiển người máy lực lượng Beta X càng sớm càng tốt. Chúng tôi có nhiều người máy ngoài hành tinh cho các cậu tập luyện lắm. Đừng có lo chuyện đó. Bài đặc biệt của hôm nay sẽ luyện tập vào ban đêm. Sao? Đầu mình xoay vòng vòng rồi. Do cứ phải ngồi trong buồng lái cả đêm đó. Thời gian tới chắc mình không thể lái được nữa rồi. Tối nay chúng ta ngủ ngon đi. Các cậu ngủ ngon nha. Tụi em định ngủ bao lâu nữa đây hả? Em vẫn chưa kịp chợp mắt được nữa. Có chuyện gì vậy? Tôi tới rồi đây. Có cơ hội được đi cắm trại với ngài Mon rồi. Không có bao giờ bỏ lỡ chuyện này đâu. Cắm trại hả? Giờ chúng ta đi cắm trại nè. Chiếc xe không đẹp sao? Chúng mua được giá rẻ từ người quen đó. Nhìn nó còn tốt như mới vậy. Bây giờ chúng ta có xe đi cắm trại rồi. Phải đi cắm trại thôi chú ơi. Wow, đừng đi cắm trại với ngài Bôn. Hôm nay thật tuyệt rồi. Chị coi mẹ với Louis thì sao chị? Mẹ với Louis bận việc khác rồi. Cái cớ hay đó. Ước gì mình cũng có được một cái cớ. Không có thời gian để lãng phí đâu. Xuất phát nào. Các em nên thắt dây an toàn vào chứ. Em đang thắt dây vô đây nè, mệt quá.
Đúng rồi, chúng ta cũng phải mở tiệc thịt nướng nữa nha chị. Còn đốt lửa trại nữa. Chú Dudy ơi, hả? Không phải xe có hơi rung một chút sao chú? Vậy sao? Được rồi, để chú tháo chạy ra, kiểm soát xe sẽ tốt hơn. Người trái đất thường hay bị say xe khi phải ngồi trên xe một thời gian dài. Đây là cảm giác cực kỳ khó chịu, tạo ra năng lượng tiêu cực. Nên anh ta đến đây. Ta là người ngoài hành tinh bình Bạp Bim. Ta sẽ làm chút bị đau bụng. Cả đời ta chưa bao giờ biết đến say xe là gì. Các ngươi không nên để cái miệng đi trước não chứ. Tới đó mới biết phần vui nhất của chuyến đi này chứ. Mọi người cẩn thận kìa. Ai trời ơi, cái đầu của tôi. Hình như mọi người đều bị say xe hết rồi. Chuyện này cũng đáng nghi thiệt đó. Nhìn ở đó kìa. Ngoài hành tinh kìa. Lực lượng GX. Sao? Không cần phải nói dài dòng, tấn công cho ta. Được rồi, chúng ta sẵn sàng. Bật chế độ tấn công. Khí gà làm chậm.
Khí ca đang làm chúng ta chậm lại. Sao hắn ta? Bình thường thì ta đã siêu nhanh rồi, nên khí ca này không thay đổi gì lắm. Chạy, 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 chạy